bán kết Miss Grand International no 2022 đại diện Thái Lan gây ấn tượng nhưng có vượt qua đoàn Thiên Ân. Đoàn Thiên Ân và đại diện Thái Lan là hai trong số các thí sinh được đánh giá cao suốt cuộc thi Miss Grand International no 2022. Tối ngày 22 tháng 10, đêm bán kết Miss Grand International no 2022 đã chính thức diễn ra tại Indonesia. Ngay khi sự kiện mở màn, các thí sinh mít gờ rằng International 2022 đã để lại ấn tượng tốt bằng những phần trình diễn cực kỳ điệu nghệ. Trong đêm bán kết hôm nay, các thí sinh cùng nhau tranh tài trong hai phần thi là trang phục thể thao và trang phục dạ hội. Có thể thấy, ở cả hai phần thi, các thí sinh đều đã có những màn tranh tài tuyệt vời và được công chúng đánh giá cao. Trong đó, hai thí sinh nhận được sự chú ý nhiều nhất chính là đoàn Thiên Ân và Enfer Gorahe của Thái Lan. Ở phần mở màn thi trang phục thể thao, Đoàn Thiên Ân đã gây ấn tượng với công chúng bởi màn nhếch lông mày chuẩn điểm 10 vô cùng điệu nghệ. Về phần trang phục dạ hội, nàng hậu Việt Nam cũng không khiến công chúng thất vọng với màn trình diễn cực hoàn hảo. Bên cạnh Đoàn Thiên Ân thì Enfer Wursa Hơ cũng là thí sinh nhận được nhiều sự chú ý nhất. Những màn xoay người và thần thái của Enfer trên sân khấu đã chiếm trọn trái tim người hâm mộ. Đêm chung kết mết Grand International 2022 sẽ diễn ra vào tối ngày 25 tháng 10 tới đây.